Lúc Đức Như Lai ở thành Xá Vệ, có một lần Đức Như Lai đang trên đường đến vườn Kỳ Đà, bỗng gặp một ông già Bà La Môn. Ông già này vừa thấy Đức Như Lai, không cầm được lòng, liền gọi lớn một cách mừng rỡ: "Con yêu của cha, con yêu của cha." Nói xong, ông cắm đầu chạy nhanh đến, định ôm chầm lấy Đức Như Lai. Ngay tức khắc, các thầy tỳ kheo đi phía sau vội bước tới cản lại, không cho ông làm như vậy. Đức Như Lai từ bi bảo các vị tỳ kheo: "Các con không nên cản ông ấy." Các vị tỳ kheo liền buông ông già ra. Ông nhào đến ôm chầm lấy Đức Như Lai, giống như người cha lâu ngày thương nhớ con cuối cùng đã được gặp, miệng lắp bắp gọi: "Con yêu của cha, con yêu của cha." Đức Như Lai vẫn đứng yên như vậy rất lâu, ông già khi ấy mới nhẹ nhàng buông tay ra. Tâm kích động dần dần lắng xuống, ông bình tĩnh trở lại. Lúc đó Đức Như Lai liền thuyết giảng với ông giáo pháp giải thoát thích hợp. Ngay tức khắc, ông già này được chứng đắc quả dự lương. Sau khi chứng quả, ông quỳ xuống phát nguyện với Đức Như Lai: "Còn mong muốn được xuất gia trong giáo pháp của Đức Như Lai, xin ngài từ bi chấp nhận." Đức Như Lai hoan hỷ nhận lời, lại dùng cách gọi Thiện Lai Tỳ Kheo để truyền giới cụ túc cho ông. Sau khi xuất gia, sống đời tỉnh thức, ông luôn nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu tập đúng theo chánh pháp. Sau đó Đức Như Lai tùy theo căn cơ của ông mà thuyết giảng những giáo pháp giải thoát thích hợp. Ông nỗ lực tu tập tinh tấn, không bao lâu dứt trừ được hết phiền não trong ba cõi, chứng đắc quả vị A-la-hán. Lúc đó chúng tỳ kheo cung kính đảnh lễ thưa hỏi Đức Như Lai: "Kính bạch Đức Thế Tôn, trong ngàn vạn người nam từng quỳ mọp đảnh lễ ngài, chẳng có ai cư xử với Phật giống như ông già này. Hành vi kỳ lạ của ông già này rốt cuộc là do nhân duyên gì? Ngưỡng mong Đức Như Lai từ bi giảng nói cho chúng con được rõ." Đức Như Lai từ bi nhìn khắp đại chúng một lượt rồi chậm rãi nói: "Này các tỳ kheo, ông lão này đã từng làm cha của ta trong suốt 500 kiếp trước. Do tập khí đời trước còn sót lại nên mới có hành vi như vậy." Chúng tỳ kheo lại bạch hỏi: "Kính bạch Đức Thế Tôn, ông lão này đã làm cha ngài suốt 500 kiếp, vậy tại sao đời này lại không tiếp tục như vậy?" Đức Như Lai đáp: "Khi ta tu hành Bồ Tát Đạo, rất ưa thích sự bố thí rộng khắp, tâm xuất ly mãnh liệt, như ông lão này trong suốt 500 đời thường không ủng hộ ta, cố ý tạo ra rất nhiều chướng ngại nghịch duyên. Vì thế ta đã phát nguyện là sau này ông ấy sẽ không làm cha ta nữa. Ngoài ra Đức Vua Tịnh Phạn, cha của ta trong đời này, trước đây đã từng phát nguyện khi ta thành Phật sẽ được làm cha ta. Do hai nhân duyên đó nên đời này ông ta không còn được làm cha ta nữa." Các vị tỳ kheo lại thưa hỏi: "Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy không biết vào đời trước Vua Tịnh Phạn có nhân duyên phát nguyện như thế nào?" "Cách đây 91 đại kiếp về trước, vào thời Đức Phật Câu Lưu Tôn còn tại thế, có một người lái buôn lớn cúng dường Đức Phật Câu Lưu Tôn, thấy sắc thân vàng ròng, đủ 32 tướng tốt, vô cùng thù thắng trang nghiêm của Đức Như Lai. Ông ta liền phát nguyện: do công đức cúng dường Đức Phật hôm nay, nguyện cho sau này tôi sẽ có được người con giống như Đức Phật." Người lái buôn thỏa đó này chính là Vua Tịnh Phạn, do nguyện lực ngày trước nên đời này trở thành cha của ta. Chúng tỳ kheo lại thưa hỏi: "Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy do nhân duyên gì
mà ông lão Bà La Môn đó phải chịu quả báo đời này bằng cùng, mãi đến cuối đời mới gặp được Như Lai và xuất gia sống đời tỉnh thức. Này các tỳ kheo, do nhân duyên nhiều đời gây chướng ngại cho sự bố thí rộng khắp và xin tâm xuất ly của Đại Bồ Tát, nhất là ngăn cản sự xuất gia sống đời tỉnh thức. Như vậy tạo tác không ít duyên xấu, vì thế nên đời này ông ấy phải chịu quả báo nghèo khổ, mãi đến những năm cuối đời mới được gặp Phật, xuất gia sống đời tỉnh thức. Các vị tỳ kheo lại hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy do nhân duyên gì mà ông ấy khởi tâm hoan hỷ đối với Như Lai, lại xuất gia sống đời tỉnh thức, trong giáo pháp giải thoát, chứng đắc quả vị A-la-hán? Đây đều là do nghiệp lực đời trước của ông ấy, đến đời này đã thành thục. Trong hiện kiếp này, lúc Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, tuổi thọ con người đến 20.000 tuổi, có một vị tỳ kheo khi lâm chung phát nguyện rằng: Do công đức xuất gia sống đời tỉnh thức, trọn đời giữ giới thanh tịnh, tu tập giáo pháp giải thoát của Phật Đà, nguyện cho sau này tôi sẽ được sinh trong giáo Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, khởi tâm hoan hỷ, xuất gia sống đời tỉnh thức, dứt trừ hết phiền não trong ba cõi, chứng đắc quả vị A-la-hán. Do nguyện lực ấy, ngày nay ông ấy được xuất gia sống đời tỉnh thức trong giáo pháp giải thoát, trở thành bậc A-la-hán. Đại chúng tỳ kheo nghe Phật thuyết dạy nhân duyên đời trước, thảy đều sinh tâm hoan hỷ, tin sâu giáo lý nhân quả, cung kính đảnh lễ lui ra. Lúc Đức Như Lai trú trong khu rừng tịch tỉnh bên ngoài thành Ốc Đạt Na, có một buổi sáng, khi Ngài cùng các vị tỳ kheo ôm bát vào thành Hóa Duyên, bóng xa xa về phía trước xuất hiện một người phụ nữ áo quần lam lũ, đội bình nước. Bà vừa nhìn thấy thân sắc vàng trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Như Lai thì vui mừng vô cùng, liền bỏ bình nước xuống, cắm đầu cắm cổ chạy nhanh về hướng Đức Thế Tôn. Vừa chạy vừa gọi: "Con yêu, con yêu, con yêu của mẹ." Và bà định ôm choàn lấy Đức Như Lai. Rất nhiều thầy tỳ kheo đến cản lại, nhưng Đức Như Lai bảo họ: "Này các tỳ kheo, đừng ngăn cản bà ta, nếu không bà ấy sẽ thổ huyết mà chết." Mọi người liền để yên cho bà ta tiến đến. Nhanh như chớp, bà liền choàn tay lên ôm cổ Đức Như Lai, miệng vẫn cứ nói: "Con yêu của mẹ, con yêu của mẹ." Đợi khi bà bình tĩnh trở lại, Đức Như Lai quan sát căn cơ của bà, rồi thuyết giảng giáo pháp giải thoát thích hợp, khiến cho bà ta có thể dùng trí tuệ kim cang phá trừ các kiến giải tác ca già, chứng đắc quả dự lưu. Người phụ nữ ấy sau khi chứng đắc thánh quả liền quỳ xuống trước Đức Phật, chắp tay phát nguyện: "Kinh bạch Đức Thế Tôn, con xin Ngài cho phép con được xuất gia thọ giới tỳ kheo ni, sống đời tỉnh thức trong giáo pháp giải thoát của Ngài." Đức Thế Tôn liền chấp thuận, sau đó đưa bà về giao cho trưởng lão Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề thế phát truyền giới, giảng dạy phương pháp tu tập tương ứng. Bà tinh tấn nỗ lực thực hành giáo pháp, phá trừ phiền não trong ba cõi, chứng đắc quả vị A-la-hán. Đức Như Lai còn đặc biệt ngợi khen bà: "Tỳ kheo ni Cam Tạng Ca là vị giảng nói Phật pháp đệ nhất trong giáo pháp của Như Lai và chúng tỳ kheo ni thành văn." Các vị tỳ kheo đều thắc mắc, thưa hỏi Đức Như Lai:
Kính bạch Đức Thế Tôn, trong khi ngài đi hóa duyên, có hàng ngàn phụ nữ đủ phước báo được mong gặp ngài, song chẳng có người nào dám ôm ngài như Cam Tạng Ca. Việc này có nhân duyên như thế nào? Xin Đức Như Lai giảng nói cho chúng con được rõ, chúng con rất muốn nghe. Này các tỳ kheo, đây là do nhân duyên nhiều đời trước. Trong suốt 500 đời trước đây, bà ấy luôn là mẹ của ta. Sở dĩ hôm nay bà ấy làm như vậy là do tập khí đời trước còn lưu lại. Chúng tỳ kheo lại bạch hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, bà ấy đã từng làm mẹ ngài trong suốt 500 đời, sao đời này lại không tiếp tục làm mẹ ngài? Đức Như Lai nhìn đại chúng một lượt rồi nói: Đời này bà ấy không làm mẹ của ta có hai nhân duyên. Một là vì phu nhân Ma Già từng phát nguyện khi ta thành Phật sẽ làm mẹ của ta, và nguyện lực ấy đã được thành tựu. Hai là vì trong những đời trước, lúc làm mẹ của ta, bà ấy đã có một số hành vi không đúng chánh pháp, khiến ta sinh tâm khó chịu. Chư tỳ kheo lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, vì sao lúc đó ngài lại sinh tâm khó chịu? Đức Phật đáp: Đại Bồ Tát dùng tâm hoan hỷ bố thí, đầy đủ tâm xuất ly. Trong 500 đời làm mẹ ta, bà ấy thường nhân lúc ta thực hành bố thí, sinh tâm xuất ly mà tạo ra nhiều nghịch duyên ngăn cản, khiến ta sinh tâm khó chịu. Chúng tỳ kheo lại hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, bà ấy gây tạo nghiệp gì mà đời này phải chuyển sinh làm người bằng cùng, mãi đến tuổi xế chiều mới được xuất gia sống đời tỉnh thức? Đức Phật đáp: Đây là nghiệp báo của các loại nghịch duyên chướng ngại. Khi ta bố thí và khởi tâm xuất ly trong suốt thời gian bà ấy làm mẹ ta, nghiệp báo ấy làm cho bà sinh trong đời này phải chịu bằng cùng, đến tuổi xế chiều mới được xuất gia sống đời tỉnh thức. Chư tỳ kheo lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, vậy do nhân duyên gì mà bà ấy được xuất gia sống đời tỉnh thức trong pháp lành của Đức Như Lai, và chứng đắc quả vị A-la-hán, trở thành vị tỳ kheo ni giảng nói kinh điển đệ nhất? Này các tỳ kheo, đây là do nguyện lực đời trước của bà ấy đã thành tựu trong hiền kiếp này. Vào lúc Đức Phật Ca Diếp còn tại thế, tuổi thọ con người lên tới 20.000 tuổi, có một vị tỳ kheo ni theo học với một vị thầy là bậc giảng nói kinh điển đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp. Sau đó vị tỳ kheo ni này suốt đời hành trì tịnh giới, đến lúc sắp mạng chung phát nguyện rằng: Con đã được sống trong pháp lành và xuất gia sống đời tính thức trong giáo pháp giải thoát của Đức Ca Diếp Thế Tôn, suốt đời hành trì tỉnh giới. Tuy không đạt được thành tựu gì to lớn, song nhờ công đức đó, xin nguyện cho sau này còn được xuất gia sống đời phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, xin tâm hoan hỷ giống như thầy của con, sẽ trở thành vị tỳ kheo ni giảng nói kinh điển đệ nhất, chứng đắc quả vị A La Hán. Này các tỳ kheo, do nguyện lực phát ra lúc lâm chung đến nay đã thành thục, nên người phụ nữ này được xuất gia sống đời tỉnh thức trong giáo pháp của ta. Xin khởi lòng hoan hỷ đối với ta, chứng đắc quả vị A-la-hán
và trở thành vị tỳ kheo ni, thuyết pháp đệ nhất trong hàng ni chúng. Đức Phật giảng nói xong về nhân duyên đời trước của tỳ kheo ni Cam Tạng Ca, tất cả đại chúng đều lấy làm hoan hỷ, phát khởi lòng tin sâu xa vào giáo lý nhân quả của Phật Đà. Nước vua Lưu Ly vì thù hiềm dòng họ Thích Ca mới cử binh mà sang đánh nước Ca Tỳ La Vệ, bắt được một nhóm thiếu nữ quyến thuộc của Phật. Quân lính vua Lưu Ly toàn hãm hiếp. Các người này cương quyết, thà chịu chết chứ không để mắt trinh tiết. Không được thỏa mãn thú tánh của mình, quân giặc liền đuổi xua tất cả thiếu nữ ra đồng, đánh đập một cách tàn ác, đến khi các người ấy ngã gục mới chịu thôi. Sau khi tỉnh hồn lại, các cô thiếu nữ đồng nhau một chí hướng tìm chỗ ẩn tu. Trong lúc đi lang thang giữa đồng hoang, bỗng đầu các cô gặp bà Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni đi khất thực về. Các cô mừng rỡ đón chào bà và kể hết nỗi khổ đau để cầu xin theo bà xuất gia học đạo. Đỗ lòng từ bi, bà Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni thâu nhận các cô làm đệ tử. Từ ấy, các cô tuy được nơi tu tập mà người nào cũng thường than thân tuổi phận. Sư bà thương tình khuyên dỗ: các con mới gặp bao nhiêu tai nạn, vừa qua đã cho là khổ. Nếu các con biết rõ đời ta thì các con phiền não đến bậc nào đây nữa. Các con ơi, khi ta còn ngoài đời thì ta cũng có đôi bạn như ai. Theo phong tục nước ta, hễ mỗi khi gần sanh thì các cô gái có chồng được đưa về nhà cha mẹ ruột. Cũng như hai lần trước, lần thứ ba, lúc cận ngày khai hoa nở nhụy, cả gia đình ta, chồng vợ con cái cùng cái ăn người ở trong nhà đều kéo nhau về mái hiên cha mẹ ta cả. Trong khi đi đường xa vất vả, vừa băng ngang một cánh đồng cách xa làng mạc, đến con sông thì trời sắp tối, rủi gặp con nước rồng lại không thuyền, chẳng biết làm sao qua sông. Gia quyến ta phải tìm gò nóng tạm nghỉ một đêm, đợi sáng ngày nước cạn sẽ đi qua. Mới gặp chỗ cao ráo sạch sẽ thì bụng ta đã quặn đau. Một chập sau khi ta sanh một đứa con trai thứ ba giống hệt hai anh nó, chồng ta và kẻ tùy tùng lập tức kiếm cây lá làm tạm cái sàn gác cho mẹ con ta nằm đó. Khi lo xong cho bố mẹ con ta có chỗ nằm kín đáo ấm áp, chồng ta với bạn bè mới lên một cái nồng gần bên nghỉ ngơi. Một sự bất ngờ rùng rợn đã xảy ra. Trong giữa đêm trường canh vắng là nhiều con rắn độc to tướng đánh hơi người, bèn bò đến nuốt cả chồng ta với các tôi tớ. Mẹ con ta nhờ nằm trên sàn cao, dưới có bếp lửa đỏ, loài mãng xà không dám lại gần. Sáng ngày thừa dịp nước rồng sát, ta định lội qua sông về quê quán, chứ không còn phương nào hay hơn nữa. Ta bèn cõng con đầu lòng đưa sang qua bờ sông bên kia trước. Khi ta lội trở lại bên này, hai đứa con thứ hai trên lưng, còn đứa mới sanh thì để vào cái đẩy vải ngậm ở miệng và đi từng bước dưới dòng sông. Đến giữa sông, ta nghe bên kia bờ tiếng con ta rú lên bài hải, thì khốn thay, một con hổ vồ lấy nó rồi tha tuốt vào rừng. Trước cảnh đau thương bất ngờ, ta không còn tỉnh trí, há miệng kêu to. Đứa bé trong đẩy rơi ngay xuống nước, bắn loạn tâm, tay chân run rẩy. Ta cứ lặn hụp dưới đáy sông mò đứa bé mới nở, quên lửng đứa con thứ hai trên đai lưng, mà ta đã vô tình giết nó chết ngọt. Thảm thiết thay, chỉ trong một ngày đêm tới sáng mà cả gia quyến ta, chồng, con, tôi, bạn đều chết không kịp trối. Ta đành rơi lệ nuốt sầu, gắng gượng lội tới mé lên bờ. Kiệt sức quá, ta ngã xỉu ngất đi, không còn biết sự gì nữa.
Trong lúc đó, có một lũ ăn cướp đi qua, gặp ta, bắt đem về nhà nuôi, rồi ép ta làm vợ. Chẳng bao lâu, tên tướng cướp làm chồng sau của ta bị bắt và lãnh án tử hình. Ta cũng bị chôn sống theo chồng do phong tục. Sau mấy tiếng đồng hồ bị lấp đất, có bọn cướp khác đến đào mã định lấy củ quý. Thấy ta còn thoi thóp, chúng bèn cứu ta đem về săn sóc lành mạnh, rồi cũng bắt buộc ta lấy tên chánh đảng làm chồng. Ăn ở với nhau được ít lâu, ta có thai. Tối nào trước khi đi làm việc bắt lương, chồng ta cũng dặn phải chực chờ mở cửa cho nó mau mau khi có tai nạn xảy đến. Một hôm, nó vừa ra khỏi nhà thì ta đau bụng. Cách một chập sau, ta sanh một đứa con gái. Đồng thời, chồng ta bị người đánh đuổi, chạy về rất gấp. Ta mắc bận bịu vì đứa con nên không kịp mở cửa. Nó giận dữ tung cửa vào định giết ta. Ta chỉ đứa con mới nở, hy vọng nó nghĩ tình máu thịt mà bớt cơn thịnh nộ đi chăng. Sau ta thất vọng, nó gắt gỏng với ta, chỉ mặt đứa nhỏ bảo rằng nó là nghịch tử báo đời, rồi nó liền giết ngay. Nó kề gươm vào cổ ta, bắt buộc ta phải ăn thịt đứa nhỏ thì nó mới tha. Tướng cướp này bị sa vào lưới pháp luật, chịu án tử hình. Ta cũng bị chôn sống một phen nữa gần bên mé rừng. Ít phút sau, có một con cọp đến moi mã, tha xác người chết để ăn thịt. Thân ta chôn ở dưới thay chồng ta, khỏi bị cọp ăn, được thoát nạn này. Ta ngẫm nghĩ cuộc đời của ta, vào sanh ra tử, khốn khổ vô cùng, nên ta không còn tiếc những ngày sống thừa nữa. Ta mới quyết chí xuất gia đạo Phật. Các cô thiếu nữ nghe nói hết sức kinh nghi, mới bạch rằng: nay sư bà đã tu hành đắc đạo, sư bà có thể cho chúng con rõ nguyên nhân nào sư bà gặp lắm nỗi gian nan rùng rợn như thế không? Bà Hoa Tỳ Sắc Kheo Ni thông thả đáp: các con ơi, có chi lạ đâu, đó là quả báo như muôn ngàn quả báo khác của tiền nhân kiếp trước mà thôi. Đây, các con hãy nghe. Nguyên kiếp trước của ta, một thuở nọ, ta có chồng, có con. Chồng ta có vợ lẽ, cũng có con như ta. Ta sợ gia tài của chồng ta phải chia cho con vợ bé, thì mẹ con ta chẳng được phần nhiều, nên thừa dịp chồng ta với người thiếp đi vắng ở nhà, ta giết con chúng nó hết. Chuyện xác nhận đem đến cửa quan tra khảo cách nào ta cũng chối mãi, và ta lại thề dối rằng nếu tôi có giết con của chồng tôi thì tôi sẽ bị khổ sở vô cùng, cả nhà tôi tan nát, các con của tôi sẽ bị cọp tha chết chìm, tôi sẽ bị chôn sống chết ngọt. Nếu tôi có ác tâm giết con vợ lẽ của chồng tôi thì ngày kia tôi sẽ bị người ta bắt buộc tôi phải ăn thịt người con tôi. Các con có thấy không, một lời nói ra thì họa lấy, một hành động ác thì bị quả báo dữ không sai. Biết được lý nhân quả như bóng theo hình, tợ vàng theo tiếng, thì các con không còn thắc mắc gì với những tai nạn của các con ngày nay. Cũng như cô bà ngày xưa, cho hay nhân nào quả nấy, chớ khá than van, vì không bao giờ một việc xảy ra mà không có duyên cớ cả. Vậy khuyên các con phải tin nhân quả mà lo tu hành, các con nhớ chưa? Vương Chí Nhân là một thương nhân người An Huy, tuổi đời đã quá 40. Tuy công việc buôn bán được thuận buồm xuôi gió, tiền của tích chứa ngày một nhiều, song điều đáng tiếc là vẫn chưa có được một đứa con, khiến cho cảnh nhà tuy giàu có mà không khỏi phải quạnh hiu buồn bã. Theo quan niệm thời xưa, việc không có con nói giỏi tông đường là điều tối kỵ. Vì thế Vương Chí Nhân ngày đêm lo lắng, lòng dạ như lửa đốt. Mỗi khi nghe ai nói
có nơi nào cầu đảo linh thiêng đều các công tìm đến. Nhưng nhiều lần như vậy mà không có kết quả gì. Một hôm, có vị thầy tướng số lỡ đường ghé vào cửa tiệm của Vương Chí Nhân xin ngủ qua đêm. Vương Chí Nhân tiếp đãi rất chu đáo. Trước khi chia tay, thầy tướng nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói: "Lẽ ra tôi không thể nói việc này, nhưng thấy ông là người nhân đức hiền hậu, chỉ mới gặp tôi lần đầu mà đã hết lòng giúp đỡ. Chút tình tri ngộ này tôi không thể không báo đáp. Vậy có mấy lời mong ông hãy ghi nhớ. Tướng mạo của ông cho thấy là trong đời này ông không thể có con. Vậy ông nên từ bỏ mọi sự cầu đảo, đừng phí công vô ích. Hơn nữa, trong mắt ông có nhiều ám khí, chỉ trong vài tháng tới đây nhất định sẽ gặp tai họa lớn, tính mạng khó bảo toàn. Ông nên cẩn thận đó." Vương Chí Nhân nghe qua mấy lời này thì không cầm được nỗi lo sợ, mặt biến sắc, mồ hôi ướt đẫm cả thân, cảm thấy tất cả những gì mình có trong đời đều là vô nghĩa. Vì đã không còn hy vọng có con nói giỏi, mà mạng sống cũng chẳng còn được bao lâu. Ngày hôm đó liền đóng cửa tiệm, lên đường trở về nhà. Trên đường về nhà, ông tạm nghỉ nơi một quán trọ nhỏ ven đường. Lúc đó đang là mùa mưa, suốt từ đầu hôm đến gần giữa khuya, trời nổi gió lớn, mưa đổ xuống như trút nước, khiến căn nhà trọ như bị lung lay từng hồi theo những luồng gió giật. Khoảng nửa đêm thì mưa gió mới ngừng tạnh. Vương Chí Nhân trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt được, lòng miên man suy nghĩ về những lời của thầy tướng số. Hồi lâu liền mở cửa nhìn ra ngoài, thấy trời quang mưa tạnh, trăng sáng vằng vặc, mấy chậu hoa trước sân quán trọ đùa nhau tỏ hương khắp nơi. Trên cành lá vẫn còn lưu lại những giọt nước mưa long lanh, trông đẹp đến lạ kỳ. Phong cảnh tú lệ sau cơn mưa dưới ánh trăng càng thêm thanh thoát vô cùng. Cảnh đêm tịch mịch càng làm cho lòng người thêm hứng khởi. Vương Chí Nhân liền mở cửa bước ra ngoài đi dạo một lát. Ông thong thả bước từng bước nhẹ nhàng ra hướng bờ sông. Bỗng nhiên từ xa thoáng thấy một người thiếu phụ tay ôm đứa bé cùng nhảy xuống sông. Vương Chí Nhân kinh hãi vô cùng, định nhảy xuống sông cứu người, nhưng sực nhớ lại là mình không biết bơi. Đang lúc hoảng hốt, liền ngẩng đầu nhìn quanh, thấy gần đó có mấy chiếc thuyền của dân chài. Vương Chí Nhân liền cất tiếng la lớn kêu cứu, nhưng ông là đã khản cổ, mà người trên thuyền chỉ thấy bước ra mạn thuyền đứng xem, dường như chẳng ai nghĩ đến việc cứu người. Vương Chí Nhân liền nói lớn: "Nếu ai cứu được người dưới sông sẽ được trả 20 lạng vàng." Vừa nghe ông nói như vậy, rất nhiều người dân chài liền tranh nhau chèo thuyền đến, cuối cùng cứu sống được người thiếu phụ và em bé. Vương Chí Nhân giữ lời hứa trao đủ số vàng 20 lượng cho người cứu được mẹ con thiếu phụ kia. Sau đó ông mới quay sang hỏi người thiếu phụ xem duyên cớ vì sao lại ôm con nhảy xuống sông như thế. Người thiếu nữ khóc lóc kể rằng: "Chồng tôi quanh năm đi làm thuê cho người ta kiếm sống, trong nhà nuôi được một con heo, định bán để trả tiền thuê nhà. Hôm qua có người mua heo đi ngang qua nhà, tôi gọi vào bán. Sau khi ông ta đi rồi mới phát hiện số bạc ông ấy đưa toàn là bạc giả. Tính chồng tôi rất nóng nảy, nếu chàng biết được sẽ đánh tôi chết mất. Hơn nữa nhà tôi lại quá nghèo, nay gặp việc này không biết lấy đâu ra tiền trả tiền thuê nhà, cũng chẳng có tiền nuôi con. Tôi chỉ còn cách ôm con nhảy xuống sông chết quách cho xong." Vương Chí Nhân nghe cô kể lể sự việc thì động lòng trắc ẩn, thương xót vô cùng, không hỏi thêm một lời nào,
lặng lẽ dốc hết số bạc mang theo còn lại trong túi đưa cho cô và nói: số bạc này tuy không lớn nhưng chắc chắn cũng đủ để vợ chồng cô làm vốn buôn bán để mà sinh sống. Cô nên nghe lời của tôi, trở về nói thật với chồng, đừng nghĩ quẩn nữa. Thiếu phụ mừng rỡ vô cùng, hết lời cảm tạ ơn cứu mạng của Vương tiên sinh. Cô lập tức trở về nhà, cũng đúng lúc người chồng đi làm thuê ở xa vừa về đến. Thiếu phụ kể lại một cách tường tận chuyện bán heo bị lừa lấy phải bạc giả, và cái chuyện mình vì sợ trách mắng nên ôm con nhảy xuống sông tự vẫn, sau đó gặp vị ân nhân ra tay cứu giúp, kể cho chồng nghe. Người chồng nghe xong cũng hết sức cảm động, lập tức đưa mình đến quán trọ để cảm ơn Vương tiên sinh. Lúc hai vợ chồng họ đến quán trọ, trời đã quá khuya, không gian tĩnh mịch như tờ, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Vương Chí Nhân cũng đã đóng cửa an giấc nồng. Người thiếu phụ liền gõ cửa và nhỏ nhẹ gọi Vương tiên sinh. Vương tiên sinh nhận ra giọng nói của thiếu phụ lúc nãy, liền ngồi thẳng trên giường trả lời với giọng hết sức nghiêm túc: Cô là gái đã có chồng, tôi lại đang ở một mình, làm sao có thể gặp nhau vào lúc nửa đêm khuya khoắt như thế này? Cô hãy mau trở về nhà đi. Người chồng đứng bên nghe như vậy liền nói lớn: Thưa ân nhân, cả hai vợ chồng chúng tôi cùng đến đây để cảm tạ đại ân đại đức của ngài mà. Vương Chí Nhân nghe có giọng nói của người đàn ông thì không còn hiềm nghi gì nữa, mới khoác áo bước xuống giường đẩy cửa bước ra để mời vào. Đúng vào lúc đó, bỗng nghe trong phòng có tiếng động rất lớn, khiến cả ba người đều giật mình. Nhìn lại trong phòng thì hóa ra một cái xà gồ lớn trên mái nhà đã rơi xuống đè bẹp ngay trên chiếc giường của Vương tiên sinh vừa nằm lúc nãy. Vương Chí Nhân kinh hãi nói lớn: Ôi chà, nguy hiểm thật. Nếu không có hai người gõ cửa gọi tôi ra, nhất định tôi đã bị đè bẹp chết rồi. Thật cảm ơn hai người. Chồng người thiếu phụ liền nói: Chúng tôi nào có công gì, đây quả là ông trời có mắt. Tiên sinh ở hiền gặp lành nên mới thoát được đại nạn đó. Vương Chí Nhân trở về nhà, bỏ hẳn công việc buôn bán, nghỉ ngơi luôn mấy tháng. Trong lòng vẫn chưa hết lo sợ về lời cảnh báo của thầy tướng số, song vẫn cứ bình an vô sự, không thấy gì xảy ra. Nhưng rồi cứ nằm nhà mãi, không có việc gì làm, cũng đâm ra buồn chán, nên ông quyết định mở lại cửa tiệm buôn bán. Gần một năm sau, một hôm bỗng nhiên gặp lại thầy tướng số Vương tiên sinh, nhớ đến lời tiên đoán của ông ta, liền mời vào cửa tiệm, vừa cười vừa nói: Năm ngoái ông có lời đoán tướng mạo của tôi vẫn tin ông nên rất lo sẽ có tai họa xảy tới. Đừng nói là trong vòng vài tháng, tôi chờ đến nay đã hơn một năm rồi mà có thấy tai họa gì đâu. Ông không nói đùa với tôi đấy chứ? Thầy tướng số nghiêm nét mặt quan sát Vương Chí Nhân hồi lâu rồi mới nói: Tôi vốn xem ông là người tốt, làm sao có thể dám nói lời đùa cợt. Sự thật là khí sắc của ông ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, chắc chắn ông đã làm được một việc gì rất tốt đẹp, như cứu sống mạng người chẳng hạn. Ông hãy tự soi gương mà xem, ngày trước râu ria của ông chỉ như mấy sợi lông tơ, nay bỗng nhiên mọc ra rậm rạp, giọng nói trầm hùng, tia mắt lại chiếu sáng lấp lánh, không còn ám khí. Cứ theo tướng mạo lúc này mà nói thì ông chắc chắn không chỉ có nhiều con mà sẽ còn được tăng thêm tuổi thọ nữa. Vương Chí Nhân nghe nói hết sức vui mừng, niềm hy vọng có con lại bắt đầu nhen nhúm. Quả nhiên, chỉ ngay trong năm đó, vợ ông đã sinh được một người con trai. Rồi những năm sau đó lại lần lượt sinh thêm ba người con trai nữa. Về sau, Vương Chí Nhân sống thọ đến 96 tuổi mới an nhiên lìa trần. Ở miền Nam Ấn Độ, cách thành Vương Xá không xa, có một khu rừng trúc u nhã, yên tịnh. Trúc trong rừng ấy vừa cao, vừa rậm rạp,
bao quanh một khu tinh xá lớn và tráng lệ do vua tặng bà Sa La xây dựng và cúng dường Đức Phật. Đó chính là tinh xá Trúc Lâm, là nơi Đức Phật cùng rất đông đệ tử của Ngài cư ngụ, và cũng là nơi mà Đức Phật thường giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người nghe. Hai vị đệ tử thượng thủ của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Trước khi dùng cơm, lần nào cũng vận dụng thần thông từ bi để quan sát các chúng sinh đang chịu khổ trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, xem có cơ duyên nào cứu độ họ được hay không, rồi mới dùng cơm. Có một lần tôn giả Mục Kiền Liên quan sát thế giới ngạ quỷ, thấy có một ngạ quỷ rất đáng thương. Thân nó giống như cây cột cháy, bụng thì to như gò núi. Hễ đưa bất cứ thứ gì lên miệng thì thứ ấy lập tức biến thành những cây kim bằng sắt. Đã thế mà còn thường khạc ra lửa khói, tự đốt cháy mặt mày. Tóc tai thì cứng như dao kiếm, suốt ngày khóc lóc kêu than, đói khát muốn chết, thế mà một giọt nước cũng không nuốt được. Vì hễ đưa lên tới miệng thì nước liền biến thành máu. Thấy tình cảnh ngạ quỷ thống khổ như thế, Mục Kiền Liên mới tiến đến trước mặt nó hỏi: người đã tạo nên tội nghiệp gì mà bây giờ phải chịu khổ như thế này? Bạch tôn giả, nơi nào có mặt trời chiếu thì không cần thắp ngọn đèn dầu leo lét. Trí huệ Đức Phật như kính sáng, có thể chiếu rọi chúng sinh trong mười phương. Bất kỳ người nào tạo nghiệp tội trong quá khứ, hiện tại và vị lai cũng được kính trí huệ của Ngài soi rõ, không thiếu sót mảy may nào. Tôi đã tạo tội ác gì, Ngài có thể thưa hỏi Đức Phật thì sẽ rõ. Bây giờ tôi đói khát quá, không trả lời cho Ngài được, xin Ngài thứ lỗi. Ngạ quỷ nói với Ngài Mục Kiền Liên như thế xong, lại tiếp tục rên rỉ kêu than. Tôn giả Mục Kiền Liên liền đi tìm Đức Phật bái kiến. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết giáo nghĩa cứu cánh cho các tỳ kheo, thấy dáng điệu vội vàng của Ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: này Mục Kiền Liên, ông có việc gì mà cuống quýt lên như thế? Bạch Thế Tôn, còn có một điều không giải quyết được nên tới đây thỉnh Thế Tôn khai thị. Chuyện gì, ông cứ nói đi. Vừa rồi con quan sát trong địa ngục, có một ngạ quỷ thân thể bị cháy xém, cổ họng như lỗ kim, bụng to như cái thùng, không ăn được bất cứ món gì, không ngừng đi lùng kiếm thức ăn. Nhưng cứ hễ đưa thức ăn lên miệng thì thức ăn biến thành kim sắc. Ngạ quỷ này đã làm nên tội gì mà phải thọ một quả báo như vậy? Cúi xin Thế Tôn từ bi thuyết giảng cho chúng con. Trong thành Xá Vệ có một người rất giàu có, làm nghề ép mía lấy nước ngọt bán. Trong nhà tấp nập công nhân, lúc ấy có một vị Bích Chi Phật. Vì muốn hóa độ tất cả chúng sinh nên thị hiện chứng bệnh hay khát nước. Có một người khuyên Ngài nên uống nước mía ép. Ngài bèn đến nhà ông nhà giàu kia để xin nước mía uống. Người này thấy có Bích Chi Phật đến, xin lòng cung kính, nhưng ông có việc gấp phải đi, không thể tự tay cúng dường Bích Chi Phật. Bèn giao việc này cho bà vợ và căn dặn rằng: bà hãy thay tôi đem nước mía lên cúng dường Bích Chi Phật. Vâng, tôi đem lên liền. Bà vợ bèn nghĩ: nước mía rất quý, nhà ta chưa bao giờ đem cho ai uống không. Nếu hôm nay cho ông này uống, sau này sẽ có nhiều người đến xin nữa. Tầm keo kiệt phát khởi lên, bà lén thi hành độc kế bằng cách lấy một cái bát bằng sắt đổ nước dơ uế vào, rồi mới đổ một chút nước mía lên trên, xong rồi bưng lên đưa cho Bích Chi Phật uống. Vị Bích Chi Phật đón lấy cái bát, biết ngay những việc làm tội lỗi của người đàn bà, nên đổ những món bẩn thỉu trong bát xuống đất, lấy nước rửa bát sạch sẽ rồi bỏ đi. Không lâu sau, mạng sống người đàn bà keo kiệt chấm dứt, đọa xuống làm ngạ quỷ, thường bị đói khát và bị lửa nghiệp đốt thân. Nghiệp khổ này còn phải kéo dài đến 90.000 năm nữa mới hết.
Đức Phật thuyết xong nhân duyên của người đàn bà keo kiệt, khiến tứ chúng đều kinh hãi từ bỏ tính keo kiệt tham lam, ghê sợ chuyện tử sinh, ai cũng chứng được quả thánh, hoan hỷ tán thán rồi lui ra. Nắng hồng bắt đầu tươi thắm trên muôn ngàn cây cỏ, những tiếng chim ríu rít hòa lên khúc nhạc tưng bừng. Đàng xa, một dáng điệu ai nghiêm bệ vệ trong chiếc y vàng, hào quang chói lọi với chiếc gậy trúc tẩm màu sương nắng. Đây chính là Đức Phật. Như thường lệ, mỗi lần nắng lên, Ngài đi khất thực. Ngài chỉ sống bằng những hạt cơm cúng dường của những tâm hồn mộ đạo, nhân đó để giáo hóa mọi người quay về đường thiền. Đức Phật đến nhà ông Đế Đô, một nhà có tiếng giàu sang nhất, nhưng cũng không kém phần ích kỷ. Chủ đi vắng, con chó nằm trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu cau lại, như phóng ra những tia lửa hung ác, nanh nhe khỏi mồm như sẵn sàng một thứ khí giới trắng nhọn, vô cùng ghê tởm. Nó gừ một hơi, rồi nhảy chồm đến ngài theo một tiếng gầm dữ dội. Không chút sợ hãi hay hoảng hốt, ngài thản nhiên ôn tồn nói: "Này chó dữ, người hãy im đi." Chó ta chỉ đưa mình lui để lấy thế, rồi nhanh như chớp chồm lên cao, lanh tay nhưng rất dịu dàng. Ngài đỡ lấy hai chân trước, âu yếm thốt ra những lời đầy thương hại: "Người hãy bớt nóng, ta hiểu người chính là mẹ của chủ nhà. Kiếp trước người rất hung ác tham lam, lâu đài nguy nga đây, tất cả châu báu đây chính người đã xây dựng trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người. Người đã không chút thương tâm, thẳng tay đục khoét tận tủy tận xương, từ những người giàu cho đến kẻ bần cùng. Mãi đến giờ phút trước khi chết, ngươi vẫn còn tâm niệm độc ác và tiếc nuối những của cải, nên ngươi bị đọa đầu thai vào kiếp chó và trở lại đây bò bò giữ lấy tài sản ấy. Thế mà ngươi không lo tu tỉnh, còn mãi tham lam tàn ác sao?" Oai đức của Phật đã nhiếp phục được tâm hồn đen tối. Chó im lặng, buồn bã gục đầu xuống đất. Đức Phật nhẹ nhàng lui bước, đôi mắt chó tắt hẳn những tia lửa hung tàn, đọng lại trên đôi mi những ngấn lệ đau thương, chán nản nhìn theo ngài cho đến khi khuất dạng sau mạng cây. Từ đó chó bỏ ăn uống và không còn muốn nhếch bước đi đâu. Cử chỉ ấy làm cho Đế Đô phải ngạc nhiên và lo sợ. Trước kia chó rất mạnh mẽ, giữ nhà rất cẩn thận, thế mà nay nó chỉ nằm trong xó, không nghe thấy tiếng sủa gì. Đế Đô tìm cách tra hỏi đứa ở của ông. Nó kể lại chuyện Đức Phật đến khất thực, không hiểu ngài làm gì chó ta, mà từ đấy nó buồn đau đớn. Ông đỏ bừng mặt lên, vô cùng căm tức, la hét vang nhà như một kẻ điên dại, rồi chạy tìm ngay Đức Phật để nhiếc mắng và đòi thường. Trước cử chỉ hung hăng tàn bạo của ông ta, Đức Phật vẫn vui vẻ điềm đạm bảo: "Ta sẽ nói cho người hay, nhưng người phải bình tĩnh đi đã. Nhờ công năng tu tập, ta đã chứng được túc mạng mình, thấy rõ được kiếp trước, nên ta biết chó kia chính là mẹ người kiếp trước. Vì quá tham lam tàn bạo nên phải hóa thân vào kiếp chó để trở lại giữ của cho nhà ngươi." "Những lời nói của ông đều vu khống, tôi không tin." "Sự thật chính là thế. Vì thương mẹ con ngươi nên ta mới nói cho ngươi biết. Nếu nhà ngươi không tin, về nhà đào lên phía dưới giường, nơi mà chó thường nằm, sẽ thấy một lọ vàng." Lòng tham của Đế Đô đã dần được cơn giận, vội vàng hỏi: "Thật không ông? Sao ông biết?" "Lọ vàng ấy trước kia mẹ ngươi chôn, nhưng vì khi lâm chung không kịp trói lại, nay mẹ kia chính chó ấy thường nằm trên đó để giữ cho ngươi. Ngươi làm theo lời ta sẽ hiểu ta nói đúng hay sai." Từ nét mặt sung sướng, ông ta trở thành đau đớn, vì đã có một nguồn tin bé nhỏ len qua con người sân hận tham lam. Quả nhiên
bới lên một lọ lớn đầy cá vàng. Nhưng vàng không còn gợi được lòng tham của đế đô. Nguồn tin đã hòa mạnh trong tim Hồng. Ông ôm lấy chó, khóc nức nở vô cùng ăn năn. Sau đó đến quỳ bên Đức Phật, đôi mắt đầm đìa dịch cảm, rung lên những lời cầu khẩn thiết tha, xin sám hối tội lỗi và nhờ Phật chỉ phương cứu mẹ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau. Đức Phật liền bảo: Này người đã biết ăn năn, thế là ngươi đã có thể trở lại con đường lành. Ngươi là một người con có hiếu, nhưng nghiệp chướng của mẹ ngươi quá nặng. Ngươi hãy phát tâm quy Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, đem tiền của bố thí cho mọi người và cúng dường tăng chúng. Nhờ công đức ấy mới mong cứu khổ cho mẹ ngươi được. Khổ hay sướng là do mình tự gây lấy. Ta chỉ là người giác ngộ, chỉ lại cho chúng sanh con đường giải thoát mà thôi. Đế đồ vâng lời Phật dạy. Không lâu, một hôm, chó giữa mình khoe khoắn tấm thảm, rồi buông ra một hơi thở dài, không còn là hơi thở đầy luyến tiếc tham lam, muốn bám víu lấy sự sống, mà lại là một hơi thở đầy sung sướng và thỏa mãn. Chó đã chết, nhưng chó ấy, mẹ của đế đồ, sẽ đi về đâu? Kiếp sau sẽ như thế nào? Tối hôm sau, trong giấc mộng, đế đồ thấy trên nền trời xanh cuộn lên những vòm mây trắng uốn giòn đến trước mặt. Từ trong đó hiện ra một dáng người đàn bà hiền diệu, ân cần vỗ nhẹ lên vai đế đồ và nói: Từ lâu vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều, nên bị đọa vào những cảnh giới khổ sở đau đớn vô cùng. Chó ta hôm trước chính là mẹ đây con. Con ơi, con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi khổ của mẹ hồi ấy. Nay nhờ Đức Phật cứu độ và lòng hiếu thảo của con, mẹ đã thoát khỏi kiếp đau thương, được vãng sanh vào thế giới đầy sung sướng an vui. Thật cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. Gieo nhân gì gặt quả ấy. Tham lam tàn ác bị lầm than, tu nhân tích đức sẽ được an vui tự tại. Từ đây con hãy vâng lời Phật dạy, gắn công tu học. Thôi, mẹ từ biệt con. Trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một nhà bà La Môn xin bóc một quẻ bói, xem sau này có sinh được đứa con trai hay đứa con gái nào không. Nhưng họ vô cùng thất vọng khi nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con. Sư Chết nghe thế không chịu tin, lại đi tìm một ông thầy tướng số khác cao tay ấn hơn là thầy. Vị thầy tướng này vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là bói linh như thần, lại cũng làm cho Sư Chất thất vọng. Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng sực nhớ đến bậc đại thánh Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc nhất thiết trí, không có gì là ngài không biết, không có gì là ngài không hiểu. Tại sao ta lại không đến gặp ngài xin chỉ giáo? Nghĩ đến đây, ông bèn nhắm mắt hướng về Tinh Xá Kỳ Viên mà đi. Cung kính đảnh lễ Đức Phật xong, ông chắp tay: Bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, xin ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo. Con có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nói giỏi. Đó là do nhân duyên gì? Cô xin Đức Phật chỉ giáo cho. Không lâu nữa ông sẽ có một đứa con trai, chỉ có điều rằng là khi nó vừa lớn lên, nó sẽ xin xuất gia. Nghe tin như thế, Sư Chất rất đổi vui mừng, thành tâm đảnh lễ chân Phật, cầu xin Thế Tôn và chư tăng cho phép chúng con được cúng dường vào trưa mai, để chúng con được kết thêm thiện duyên và trồng chủng tử vào ruộng phước của Như Lai. Đức Phật nhận lời xong, Sư Chất hoan hỷ quay về chuẩn bị đàn trai. Hôm sau ông dẫn đầu gia nhân
chân thành cúng dường những món ăn thức uống ngon. Đức Phật nhận cúng dường xong rồi dẫn tăng chúng quay về tinh xá. Đi được một đoạn đường, Đức Phật và tăng chúng ngồi dưới một gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Bỗng từ trên cây một con khỉ nhảy xuống, xin mượn bình bát của Đức Phật. Nó ôm bình bát chạy đi thật xa rồi quay về. Trong bình bát chứa đầy mật ngọt, nó dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên Đức Phật. Ngài nhận lấy và chia cho chư tăng để con khỉ được nhiều phúc đức. Con khỉ thấy thế mừng rỡ nhảy nhót. Không lâu sau, nó đến ngày tặng số đầu thai làm người, xin vào nhà của sư chất. Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng thức ăn thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mặt và đường. Vợ chồng sư chất thấy điều quá dị, bèn do nhân duyên này đặt tên con là Mặt Thắng. Thời gian vùng vụt trôi màu như tên bắn. Hơn 10 năm trôi qua như trong nháy mắt, Mặt Thắng nay đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia. Cha mẹ hết sức vui mừng. Lúc còn chưa chào đời, Đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỷ. Không bao giờ cha mẹ ngăn cấm con một cách vô lý. Được cha mẹ hoan hỷ cho phép, Mặt Thắng đến tịnh xá Kỳ Viên xin xuất gia với Đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mặt Thắng chứng quả rất mau. Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát, ai nấy đều ao ước có một cái gì để uống. Mặt Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát. Về tới tinh xá, một vị tỳ kheo đi tìm Đức Phật xin thỉnh giáo. Bạch Thế Tôn, trong quá khứ tỳ kheo Mặt Thắng đã tu phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể có đường vào mặt? Các ông có nhớ có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm nên sau khi chết nó được sinh ra làm người, và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể có được đường vào mặt bất cứ lúc nào và ở đâu. Bạch Thế Tôn, thế thì tiền kiếp Mặt Thắng do nhân duyên gì mà bị đọa làm thân khỉ? Thời Đức Như Lai Ca Diếp còn tại thế, lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ tuổi tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ. Vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ kheo kia giống hệt như con khỉ. Nhưng sau đó thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ kheo mà mình đã chế nhạo. Vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ. Tuy nhiên nhờ thắng duyên biết sám hối nên kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ chứng quả A-la-hán một cách mau chóng. Nghe Đức Phật giảng xong, các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ. Vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói. Bởi vì luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một người nào. Ai đã từng học qua sách Tam Tự Kinh đều biết câu đầu yên sơn, hữu nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh câu dương. Sự tích đậu yên sơn được nhắc đến ở đây chính là một câu chuyện nhân quả báo ứng, xin được kể lại dưới đây để mọi người chiêm nghiệm. Đậu Vũ Quân là người U Châu, sống vào khoảng cuối đời Tấn. Vì U Châu thuộc nước Yên nên còn gọi là Yên Sơn. Vũ Quân mồ côi cha thuở bé, bao nỗi nhọc nhằn lo toan đều đè nặng trên đôi vai gầy của mẹ. Vũ Quân là người chí hiếu, xưa nay chưa từng dám trái lời mẹ. Vào thời đó, thanh niên khoảng 20 tuổi đều đã kết hôn, và nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa có con nói giỏi tông đường thì nhất định cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Vũ Quần đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có con, nên không khỏi ngày đêm lo lắng. Bỗng một đêm nọ, tiên sinh nằm mộng thấy ông nội đã chết, hiện về nói: Vũ Quần, đời trước cháu đã gây tạo nghiệp ác rất nặng, nên vận mạng của cháu trong đời này chẳng những không có còn, mà tuổi thọ cũng rất ngắn ngủi. Mong cháu sớm hồi tâm hướng thiện, nỗ lực làm nhiều việc lành, cứu giúp mọi người, nhờ đó có thể chuyển biến nghiệp lực, cải đổi vận mạng. Vũ Quần giật mình tỉnh giấc, ngồi nhớ lại và ghi sâu từng lời nói của ông nội vào lòng. Từ đó lập chí không làm việc ác, chuyên tâm làm các việc lành. Nhà họ Đậu có một người làm thuê lén trộm của Vũ Quần đến 2 vạn tiền vàng. Vì sợ Vũ Quần phát giác truy tố, liền tự ý viết một tờ giấy nợ, ghi đủ số tiền vàng, buộc lên tay đứa con gái nhỏ của mình. Trong đó ghi rõ: Tôi bán đứa con gái này cho nhà họ Đậu để trừ số nợ đã vay. Rồi người ấy bỏ đứa con gái lại mà trốn đi biệt vàng. Vũ Quần phát giác ra sự việc, liền đốt bỏ tờ giấy nợ, từ đó nuôi dưỡng, dạy dỗ đứa con gái của người kia một cách hết sức tử tế. Về sau còn lo chu đáo cả việc lập gia đình cho nó. Một lần nhân dịp Tết Nguyên Đán, Vũ Quần đến chùa Diêm Khánh lễ Phật, bỗng thấy bên vách điện Phật có một cái túi nhỏ. Nhặt lên xem thì phát hiện bên trong có 200 lượng bạc, 30 lượng vàng. Vũ Quần suy nghĩ, chắc chắn số tiền vàng này là của khách hành hương nào đó bỏ quên, khi phát hiện mất tiền nhất định sẽ quay lại. Nghĩ vậy, tiên sinh liền ngồi lại trong chùa đợi người chủ mất tiền đến để trả lại. Đợi rất lâu, quả nhiên thấy có một người đi đến, vừa đi vừa khóc than thảm thiết. Vũ Quần hỏi duyên cớ vì sao mà khóc than thảm thiết như thế. Người ấy đáp: Phụ thân của tôi phạm tội bị kết án tử hình, tôi vất vả chạy đông chạy tây hối mượn bà con bạn bè mới được 200 lượng bạc, 30 lượng vàng, vừa đủ số nộp cho quan phủ để chuộc mạng cho cha. Nào ngờ tôi lại sơ ý đánh rơi túi tiền lúc nào không biết, như vậy cha tôi ắt không thoát khỏi cái chết. Tôi đang trở lại tìm kiếm những nơi vừa đi qua sáng nay, nhưng quả tình không thể biết được là đánh rơi ở nơi nào nữa. Vũ Quần xác định được người này đúng là chủ nhân của số tiền mình vừa nhặt được, bèn mang trả lại cho ông ta. Người ấy nhận lại được số tiền đã mất, vui mừng khôn xiết, hết lời cảm tạ rồi ra đi. Đạo Vũ Quần tuy còn trẻ tuổi mà đã nỗ lực làm được rất nhiều việc tốt. Nhưng khi trong làng xóm có tang sự mà không đủ tiền mua quan tài, tiên sinh liền giúp tiền cho thân nhân để mua. Đối với người nghèo khổ, khốn khó, tiên sinh thường cho mượn tiền làm vốn để buôn bán lập nghiệp. Nhờ đó có rất nhiều người nghèo khổ ở khắp nơi, nhờ sự giúp đỡ này mới duy trì được cuộc sống. Hơn thế nữa, để có tiền cứu giúp những người nghèo khó, tiên sinh phải tự mình hết sức tiết kiệm, không bao giờ lãng phí dù chỉ một đồng. Tất cả thu nhập hàng năm, ngoài chi phí tối thiểu cho gia đình ra, còn tất cả đều dùng vào việc cứu giúp người khác. Tiên sinh đã xây dựng được 40 thư viện, trong đó có hơn 1000 quyển sách quý, mời các thầy giáo nổi tiếng đến dạy học. Nhờ đó đã đào tạo được rất nhiều nhân tài ưu tú. Trải qua nhiều năm như vậy, một đêm nọ, Đạo Vũ Quần lại nằm mộng thấy ông nội hiện về. Cháu đã làm được rất nhiều việc tốt, tích chứa nhiều âm đức, nhờ đó mà tuổi thọ sẽ được tăng thêm, đồng thời sẽ sinh được 5 người con trai, ngày sau đều thành đạt. Từ đó về sau càng nỗ lực tu thân tích đức, sinh được 5 người con trai, gia đình hòa thuận, thương yêu nhau, con cái hết lòng hiếu kính. Cả 5 người con ấy đều thi đậu tiến sĩ. Con trai lớn nhất là Đậu Nghi, làm tới chức thượng thư. Con trai thứ là Đậu Nghiễm, làm chức hàn lâm học sĩ. Con trai thứ ba là Đậu Xưng, làm quan tham tri chính sự. Con trai thứ tư
là Đậu Khảng giữ chức Khởi Cư Lan, con trai thứ năm là Đậu Hy giữ chức Tả Bổ Khuyết. Cho đến những người cháu của Vũ Quân cũng đều hiến đạt giàu sang. Bản thân Đậu Vũ Quân cũng làm tới chức Giám Nghị Đại Phu, hưởng thọ 82 tuổi. Trước khi lâm chung, được biết trước ngày giờ, từ biệt bạn bè và người thân, tắm rửa thay y phục rồi an nhiên nhẹ nhàng ra đi. Lịch sử cảm ứng thống ký. Có người Bà La Môn kiếm sống bằng nghề sinh ăn. Cuộc sống gia đình hết sức túng thiếu, khốn khổ. Do đó, vợ ông cũng thường phải đi sinh ăn. Sau đó, người vợ mang thai, song kỳ lạ hết sức. Từ ngày đứa bé bắt đầu hình thành trong bụng bà, suốt ngày bà chẳng sinh được thứ gì cả. Sau 9 tháng, bà sinh ra một đứa con trai, không những vừa ốm, vừa xấu xí, lại còn bị gù lưng, nên cha mẹ liền đặt tên là Tiểu Đà Bối. Chỉ mấy ngày sau khi sinh, do nhân duyên nghiệp lực hiện tiền, dòng sữa ngọt trong người mẹ bỗng nhiên cạn khô, do đó phải dùng sữa bò cho cậu bú. Song cũng rất khó sinh được sữa, nhưng vì thân này là thân cuối cùng để thọ nghiệp của cậu ta, nên khi chưa trả hết nghiệp báo thì sẽ không thể chết. Vì vậy, cha mẹ vẫn cố gắng gượng chăm sóc nuôi nấng cậu trong cảnh dở sống dở chết như thế. Khi cậu đã khôn lớn, một hôm cha cậu bảo: gia đình mình sống bằng nghề sinh ăn, xưa nay hết sức vất vả rồi, bây giờ con đã lớn, cũng nên bắt đầu đi sinh ăn đi. Thế là Tiểu Đà Bối bắt đầu tự mình đi sinh ăn. Nhưng do nghiệp lực, cậu thường xuyên chẳng sinh được thứ gì. Mỗi khi đói đến lã người mới miễn cưỡng xin được ít thức ăn, chỉ vừa đủ để duy trì chút hơi tàn. Cả thể xác và nội tâm đều thống khổ vô cùng. Sau đó, cậu dần dần phát khởi niềm tin đối với giáo pháp giải thoát của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Sau khi được cha mẹ đồng ý, cậu theo một thầy tỳ kheo xuất gia thọ giới. Sau khi xuất gia, mấy ngày đầu cậu cùng đi khất thực chung với thầy của mình, cuộc sống cũng tạm tạm. Nhưng qua một thời gian, vị thầy liền bảo cậu đi hóa duyên một mình. Thế là Tiểu Đà Bối bắt đầu thực hành phương thức sinh hoạt của một vị tỳ kheo thực thụ, có khi cùng đi thọ nhận cúng dường với chúng tăng, có khi vào thành hóa duyên một mình. Nhưng dù Tiểu Đà Bối có đi thọ cúng cùng với chúng tăng, cũng thường không có đủ thức ăn, trong khi các thầy tỳ kheo khác lại được ăn uống đầy đủ. Có khi đến lượt Tiểu Đà Bối nhận cúng thì cũng vừa đúng lúc thức ăn của thí chủ không còn, hoặc nếu không như vậy thì lại gặp lúc thí chủ có việc gấp phải đi, đến chừng trở lại thì Tiểu Đà Bối đã đi qua, thí chủ mới tiếp tục cúng dường cho các tỳ kheo phía sau. Nói chung, trong số chúng tăng thì tỳ kheo Tiểu Đà Bối là vị có cuộc sống khốn khổ nhất. Nhiều thầy tỳ kheo biết được tình trạng như vậy, rất thương xót, bèn đến thỉnh vấn Đức Như Lai. Kinh bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Tiểu Đà Bối thường không xin được thức ăn, có khi các thầy tỳ kheo trước sau đều được đầy đủ, song chỉ sót lại riêng mình thầy. Như vậy nên làm thế nào? Khi ấy, Đức Như Lai liền chế định thêm một điều luật rằng: khi cùng đi thọ nhận cúng dường, nếu thầy tỳ kheo phía trước chưa được thức ăn thì thầy tỳ kheo phía sau không được thọ nhận đồ cúng. Mặc dầu như thế, tỳ kheo Tiểu Đà Bối vẫn thường không xin được thức ăn. Mỗi khi vào thành hóa duyên, thường phải ôm bát không trở về. Sau đó,
Có hai hôm thầy quét dọn hương thất của Đức Thế Tôn. Hai ngày đó thầy được ăn đầy đủ, thân thể cũng khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Thầy nhân đó liền phát tâm dũng mãnh tinh tấn, tức khắc đoạn trừ tất cả phiền não, chứng đắc quả vị A-la-hán. Xong, dù thầy đã chứng đắc quả A-la-hán, nhưng cũng vẫn phải lãnh thọ nghiệp báo đời trước còn sót lại. Thầy thầm nghĩ, hay là ngày nào mình cũng quét dọn giảng đường, cuộc sống có thể tốt hơn một chút. Nghĩ là làm, thầy liền đến nơi giảng kinh của Đức Thế Tôn. Rủi thầy, ngày hôm đó đã có một vị tỳ kheo khác quét dọn trong ngoài giảng đường sạch sẽ rồi. Thầy đành phải đắp y ôm bát vào thành hóa duyên, nhưng chẳng được gì cả. Ngày hôm sau, thầy cầm chổi đi đến điện đường rất sớm. Ai ngờ cũng đã có một vị tỳ kheo quét sạch điện đường rồi. Thầy đành quay gót trở về liêu. Nghe nói trưa nay có vị đại thí chủ sẽ cúng dường Đức Như Lai và chúng tăng. Thầy định bụng sẽ được cùng dự cúng. Nhưng ngờ đâu, thí chủ có việc gấp, phải cúng dường trước thời gian đã định. Vị tỳ kheo Tiểu Đà Bối ngồi thiền nên không hay biết. Khi Đức Như Lai thọ cúng xong, thí chủ cũng tức tốc ra về. Hôm đó Tiểu Đà Bối lại chẳng có gì ăn. Ngày thứ ba, thầy đặc biệt cầm chổi đến điện đường thật sớm. Vừa đến nơi đã thấy có một vị tỳ kheo đang quét. Thầy chỉ còn cách vác chổi trở về liêu. Thầy A Nan biết đã ba ngày rồi thầy Tiểu Đà Bối vẫn chưa có hạt cơm vào bụng, do đó giới thiệu cho thầy một vị thí chủ. Tới trưa cứ việc ôm bát đến nhận cúng. Nhưng gần đến giờ thì vị thí chủ ấy có việc phải giải quyết gấp, vội vội vàng vàng ra đi, quên dặn lại người nhà về việc trưa nay sẽ có một vị tỳ kheo đến nhận cúng. Do đó lúc thầy Tiểu Đà Bối đến hóa duyên, chẳng có ai để ý thầy. Thầy A Nan vào thành hóa duyên trở về, nghe nói A La Hán Tiểu Đà Bối vẫn chưa ăn gì. Thầy thương quá liền đến bên an ủi, không nên lo lắng, ngày mai chính tôi sẽ cúng dường cho thầy. Sáng sớm ngày thứ tư, thầy A Nan ôm hai bát vào thành khất thực. Khi hóa duyên đã đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn một bát mang về cho thầy Tiểu Đà Bối. Nhưng lúc đi đến rừng Kỳ Đà, đột nhiên có rất nhiều chó hoang nhảy sổ ra, chồm lên xô đổ và ăn sạch thức ăn trong bát. Thầy A Nan bất ngờ, không biết phải làm sao, đành ôm bát không trở về. Thầy A Nan thầm nghĩ, giả sử mình đi hóa duyên tiếp thì về đến nơi cũng đã quá ngọ. Quá ngọ thì bậc A La Hán sẽ không ăn. Như vậy thầy Tiểu Đà Bối vẫn không có cơm ăn. Thầy Mục Kiền Liên nghe nói đã 4 ngày rồi mà thầy Tiểu Đà Bối vẫn chưa có gì để ăn, trong lòng cảm thấy thương xót vô cùng, cũng muốn giúp thầy ấy hóa duyên. Ngày thứ năm, thầy Mục Kiền Liên cũng mang hai bát vào thành hóa duyên. Khi nhận đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn một bát mang về. Nhưng về đến vườn Kỳ Đà thì đột nhiên xuất hiện một bầy quạ, nhanh như chớp xà xuống ăn sạch cơm trong bát thầy Mục Kiền Liên. Thầy Mục Kiền Liên tự nghĩ, nếu vào thành hóa duyên tiếp, khi về cũng đã quá ngọ. Thầy đành ôm bát không trở về. Như vậy thầy Tiểu Đà Bối vẫn chẳng có gì ăn. Thầy Xá Lợi Phất nghe nói thầy Tiểu Đà Bối chịu đói đã 5 ngày, liền đến chia sẻ, dự định ngày mai sẽ đi hóa duyên cho thầy. Ngày thứ 6, thầy Xá Lợi Phất cũng ôm hai bát vào thành hóa duyên. Nhận đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn bát kia mang về. Nhưng vừa đến rừng Kỳ Đà, do nghiệp lực của thầy tỳ kheo Tiểu Đà Bối quá nặng,
nên lại xuất hiện một bầy phi nhân giật bác chạy đi. Trong nháy mắt chẳng còn thấy đâu cả. Thầy Xá Lợi Phất thấy Điều Hoa Duyên Tiếp cũng đã quá ngọn, đành ở bác không trở về. A-la-hán Tiểu Đà Bối vẫn không có gì ăn. Thầy Xá Lợi Phất lại an ủi: bất luận thế nào, ngày mai nhất định tôi sẽ cúng dường cho thầy. Hôm sau đã là ngày thứ bảy Tiểu Đà Bối phải nhịn đói. Thầy Xá Lợi Phất lại vào thành Hóa Duyên. Khi đã nhận đầy hai bát, thầy dùng một bát, còn bát kia mang thẳng đến liều của tỳ kheo Tiểu Đà Bối. Nhưng khi ấy đột nhiên toàn bộ cửa đều bị đóng kín, không thể vào được. Thầy Xá Lợi Phất liền vận thần thông hiện vào, đánh thức thầy Tiểu Đà Bối dậy rửa mặt thọ cúng. Nhưng thầy Tiểu Đà Bối vừa đưa tay ra, bát liền rơi xuống đất, rồi rơi thẳng xuống kim cang đại địa. Là cõi nằm sâu cách mặt đất đến 40.000 do tuần. Thầy Xá Lợi Phất tức khắc vận thần thông lấy bát lên, rồi đưa cho thầy Tiểu Đà Bối ăn. Nhưng vị này vừa múc lên muỗng thứ nhất đưa đến miệng, liền bị phi nhân giật chạy. Đến muỗng thứ hai, lại cũng cùng chung cảnh ngộ như muỗng thứ nhất. Thầy Xá Lợi Phất thấy vậy thương quá, nên đích thân dùng thần lực múc cơm đút cho thầy Tiểu Đà Bối ăn. Nhưng miệng thầy Tiểu Đà Bối bỗng dưng ngậm cứng lại, làm cách gì cũng không há ra được. Thầy Xá Lợi Phất lại tiếp tục vận thần thông, làm cho miệng thầy Tiểu Đà Bối há ra, xong cũng đành bất lực. Qua một lúc giằng co, mặt trời đã hơi chết bóng, qua khỏi giờ ngọ. Lúc này theo giới luật thì vị tỳ kheo không được ăn gì cả. Miệng thầy Tiểu Đà Bối lại mở ra được như bình thường. Thầy Xá Lợi Phất đành chịu thua, liền hỏi thầy Tiểu Đà Bối xem có cần gì khác không. Thầy Tiểu Đà Bối đáp: tôi khát nước, xin cho tôi một chút nước. Thầy Xá Lợi Phất mang đến một bát nước, nhưng do nghiệp lực liền có rất nhiều phi nhân hiện ra, lấy trò bỏ vào bát nước thành bát nước tròn. A-la-hán Tiểu Đà Bối biết đây là nghiệp chướng đời trước của mình, bèn an nhiên uống vào một hớp nước tròn. Sau đó hiện thị thần biến mưa đá sấm chớp, rồi nhập niết bàn. Chư tỳ kheo đem nhục thân của thầy xây tháp cúng dường. Sau đó chư tỳ kheo đến thỉnh vấn Đức Như Lai: kinh bạch Đức Thế Tôn, thầy Tiểu Đà Bối trước đây từng gây tạo ác nghiệp gì mà trong suốt 7 ngày, dù chúng tỳ kheo thánh tăng đã cố hết sức cũng không thể cứu được. Hơn nữa, tuy là thánh tăng A-la-hán nhưng lại nhập niết bàn trong trạng thái đói khát. Ngưỡng mong Đức Như Lai từ bi nói rõ nhân duyên cho chúng con được rõ. Đức Như Lai nhìn khắp đại chúng một lượt rồi nói: này các tỳ kheo, đây đều là do sự chiêu cảm nghiệp lực từ đời trước của ông ấy. Tất cả nghiệp lực của chúng sinh đều không thành thục ở bên ngoài đất, nước, gió, lửa, mà thành thục ngay trong thân tâm của mình. Do đó nên nói rằng, dù trải qua 100.000 kiếp, nghiệp lành dữ đã tạo ra đều không mất. Vào đời Tùy có vị cư sĩ tên Lý Sĩ Khiêm. Ông mồ côi cha từ bé, rồi sau khi mẫu thân theo cha về thế giới bên kia thì ông buồn thương thọ tan, thủ hiếu tròn 3 năm. Kỳ hạn thọ tan vừa xong, liền sửa sang ngôi nhà đang ở thành một ngôi chùa, và từ đó ông lập chí nguyện không tiếp tục làm quan nữa. Cả đời ông không hề nhắm môi dù chỉ một giọt rượu, không ăn thịt cá, hành vi lúc nào cũng đoan chánh, khẩu nghiệp hết sức thanh tịnh. Từ xưa đến nay chưa từng nói ra lời nào có liên quan đến sự giết hại.
tiền sinh được kế thừa gia sản kết xù do cha mẹ để lại. Nhưng sự sinh hoạt lại tiết kiệm, ông mặc y phục thô cũ, ăn cơm rau đạm bạc, lúc nào cũng xem việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nghèo đói là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu trong thôn xóm có gia đình nào khó khăn, chẳng hạn như người chết không có quan tài, tiền sinh liền bố thí quan tài. Anh em cãi nhau vì phân chia tài sản không đồng đều. Ông tự lấy tiền nhà của mình để thêm vào cho đủ chia, để không ai phải thấy thiệt thòi. Nhờ đó mà cả hai đều trở thành người tốt. Một hôm, tiền sinh phát hiện có người đang cắt trộm lúa trong ruộng của mình. Ông chẳng những không hô hoán để bắt tên trộm, ngược lại chỉ lặng lẽ bỏ tránh đi nơi khác. Mọi người trong gia đình thấy khó hiểu trước hành động của tiên sinh, liền theo hỏi. Ông giải thích: con người không ai không có sĩ diện cả, nào ai thích làm kẻ trộm đâu. Nhưng bởi thiên tai hoạn họa, nghèo đói bức bách, nên mới bắt đắc dĩ rơi vào đường sống. Do đó chúng ta nên khoan dung, tha thứ cho anh ta đi. Không lâu sau, người cắt trộm lúa biết được tấm lòng nhân từ của tiên sinh, cảm động sâu sắc, liền phát tâm hối cải. Từ đó thề với lòng tha chết đói chứ không làm kẻ trộm nữa. Nhờ đó mà anh trở thành người tốt. Một năm nọ, mất mùa đói kém, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, gia đình đói khát. Lý tiên sinh liền mở kho xuất hơn 1000 bao tạ lúa để cứu giúp dân chúng. Đến năm sau, mùa màng lại tiếp tục thất bát. Những người mượn nợ năm trước đều không có khả năng trả nợ, cùng kéo đến nhà Lý tiên sinh xin khất nợ. Lý tiên sinh chẳng những không một lời làm khó, mà còn nấu cơm thiết đãi. Sau đó, đem tất cả giấy nợ ra đốt sạch và nói mọi người một cách hết sức từ ái: ngũ cốc trong nhà của tôi được chứa trữ, vốn là để cứu tế, giúp đỡ mọi người khi hoạn nạn, tuyệt đối không có ý đầu cơ để thừa nước đục thả câu. Hiện tại nợ nần của các vị đã hết, vậy mọi người hãy yên tâm làm ăn, đừng nên lo lắng nữa. Mấy năm sau, lại tiếp tục gặp năm mất mùa rất nặng. Lý tiên sinh đem hết tất cả gia sản ra để tổ chức việc bố thí lương thực với quy mô lớn, cứu sống hơn vạn người đang đứng trước cái chết vì đói thiếu. Mùa xuân năm sau, Lý tiên sinh lại tiếp tục bố thí một số lượng rất lớn hạt giống để giúp nông dân trồng tỉa vụ mùa mới. Có người thấy việc làm của tiên sinh như thế, liền nói: Lý tiên sinh, ông đã cứu sống được rất nhiều dân chúng, quả thật âm đức không nhỏ. Ý nghĩa của âm đức cũng giống như việc bị ù tai, chỉ bản thân mình biết, người khác không nghe biết được. Hiện tại những việc tôi đã làm, anh đều biết cả. Như vậy sao có thể gọi là âm đức được chứ? Sau đó, con cháu của Lý tiên sinh đều làm ăn phát đạt. Mọi người cho rằng đây là quả báo tích đức của tiên sinh. Nhưng lúc đó, lại có người không tin đạo lý nhân quả, đưa ra lập luận rằng chẳng có sách vở nào ghi chép về nhân quả cả. Lý tiên sinh ôn tồn nói: ông sai rồi. Đức Khổng Tử tán thán kinh dịch, mà trong kinh dịch có nói: tích thiện chi gia, tác hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tác hữu dư ương. Tức là nhà tích chứa điều thiện, ác sẽ có niềm vui; nhà tích chứa điều bất thiện, ác sẽ gặp tai ương. Như vậy có thể thấy, trong sách Nho cũng nói đến đạo lý nhân quả, sao bảo là không? Người đó hiểu ra, rất thán phục sở học của tiên sinh, lại thưa hỏi về chỗ khác biệt giữa tam giáo. Lý tiên sinh giải thích: Phật giáo giống như mặt trời, đạo giáo giống như ánh trăng, Nho giáo giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Vào năm 66 tuổi, Lý tiên sinh thuận theo lẽ vô thường, an nhiên xả bỏ xác thân. Người người nghe tin đều đau buồn khóc than thảm thiết. Người đến tham dự lễ tang và tiễn đưa linh cữu có đến hơn hàng vạn. Một đời của Lý Sĩ Khiêm được nuôi dưỡng trong giáo lý giải thoát của Phật Đà, thấm nhuần Phật Pháp, cho nên
đối với gia đình hết lòng hiếu thuận song thân, làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ, tình thương. Còn đối với xã hội, cũng thực hành hạnh nguyện lại tha rộng lớn, cứu độ chúng sinh, chẳng khác hàng Bồ Tát. Ông đã mang toàn bộ tài sản của mình ra để thực hành hạnh bố thí. Xong, trong lòng không khỏi chút ý niệm tham cầu, danh thơm tiếng tốt. Hành động này có thể nói là những người bình thường không dễ gì làm được. Tấm gương cuộc đời của Lý Tiên Sinh có thể nói là sống được mọi người kính mến, lúc chết được mọi người thương xót. Trích Tùy Sử, truyện Lý Sĩ Khiêm.